Quý vị biết không? Sống ở trên đời đó, nhiều khi mình hiền mà người ta nói mình ác. Nhiều khi mình ác, người ta nói mình hiền. Cái mặt tôi về mà nói ác. Có ác không? Ai nói ác vậy? Nhìn cái mục rùi vậy thôi chứ không phải ác. Mục rùi rất là thiện tâm. Tết chức sắp tới nơi rồi. Mình hiền quá thành ra là cho mướn nhà nó không trả tiền nhà. Bây giờ còn có vài tháng thôi là tới Tết. Phải đòi tiền, phải lấy tiền để sắm Tết mới được. Cái thằng này nó ở nhà tôi hơn 6 tháng là không trả một cắc. Nghe cái tên là thấy ghét rồi. Không có thật. Giang. Ghét không? Cha mẹ đặt tên Giang. Thằng Giang rồi. Có nhà không? Giang. Giang. Đứa nào mà làm sầm vậy bay? Đang ngủ trưa hả? Đứa nào hả mày? Ông chủ đâu biết. Nghe giọng, nghe giọng trẻ quá tưởng đứa thanh niên nào. Làm cái gì đó à, sinh viên mình thấy tao mà đừng bỏ đi là sao? Đâu nhích nhích lên cho ánh sáng chiếu vào mặt. À cũng đúng. Không được đâu, cái này nhiều ánh sáng lắm, mặt bự á. Nè, tại sao mày lì quá vậy? Tao đã qua bao nhiêu lần tao hỏi mày tiền nhà đâu mà 6 tháng là mày thiếu, mày không trả là sao? Ông chủ, sao ông chủ, mình sống á, mình sống á, sống với nhau trên đời này á, sống về chữ tình. Con nói là con thiếu chứ con có quỵt đâu. Chữ thiếu là nó khác chữ quỵt. Thiếu là sẽ trả dù chưa biết thời gian. Quỵt là không bao giờ trả dù ngắn hay dài. Mày đừng có nhiều chuyện lẻo mép mà chứ. Thiếu quỵt giống nhau. Tao đâu mày có bao giờ mà trả đâu. Mày cứ hẹn à, tháng tới con trả. Nó bị vậy. Tháng sau mày cũng không trả. 6 tháng rồi. Hả? Bây giờ sao? Tại vì ông chủ có một câu luôn hỏi con, mặc dù con không bao giờ thích trả lời. Sao mày không trả tiền cho tao? Một ngày đó ông chủ đổi đi, mày phải trả tiền cho tao thì lúc đó con mới trả được. Đó. Con hỏi là có quyền trả lời hay không chứ? Vậy tao nói nè, mày phải trả tiền cho tao. Muộn rồi. Cái gì mà nói không được nha mày? Tiền đâu mà trả? Sao ông chủ sống mà sao con người sống? Sống mình đừng nghĩ tới tiền trước mắt. Tại sao? Hiểu không? Sống đừng vì tiền quá. Tiền bạc đối với con không phải là vấn đề. À, cái vấn đề là con không có tiền. Mày đừng có giỡn mặt hay chưa nè. Hay chưa? Giỡn mặt là vậy nè, gọi là giỡn mặt, thấy không? Nó là nặng mặt chứ không phải giỡn mày. Nặng nào mà hết cái mặt này. Bây giờ sao? Có trả không? Sẽ trả. Nói đây. Dạ. Để tôi kể cho nghe một câu chuyện. Dạ, ô. Kể chuyện, cứ kể thoải mái, kể tới mai cũng được, miễn đừng đòi tiền con là vui à. À. Hồi xưa. Hồi xưa. Có một thằng. Dạ. Nó ở đây nó thiếu tao có 3 tháng tiền nhà thôi. Dạ. Mà giờ này tao đã tiễn nó đi về nơi xa rồi đó. Ghê không? Dạ, ghê. Mà thấy câu chuyện nó có ghê không? Câu chuyện thấy không thấy ghê, cái mặt thấy ghê quá. Kệ tao. À, con kể ông chủ nghe câu chuyện luôn. Sao? Hồi xưa mà cách đây 1.5 năm con ở bên quận 6 à. Cũng có một ông chủ nhà. Mà nó không phải là ông chủ mình kéo sang thôi chứ nó nhỏ tuổi hơn con. Ừ. Đâu tiền nhà con. Sao? Bữa nay đám giỗ đó nè. Thấy con nghe không? Cũng hơi ghê ghê. Dạ. Thôi ông chủ ơi, mình tắp tết tới nơi rồi mà. Sao ông chủ cái tiền bạc hoài. Thương ông chủ lắm luôn á. Ông chủ mà không cho con ở, không cho con đóng tiền nhà từ đây tới suốt đời là thương dữ luôn á. Ninh hả? Ninh đâu? Không có chuyện đó đâu. Mày muốn cái gì? Muốn gì đâu. Ông chủ, nghe nói đi thi tiếng hát truyền hình hả? Cái gì? Nghe nói ông chủ đi thi tiếng hát truyền hình hả? Tiếng hát mãi xanh được không mày? Tiếng hát mãi xanh lẹ hả? Ừ. À, hát hay quá hả? Chủ hát bài nghe trả tiền liền. Hát bài nghe trả tiền liền. Hứa cho mày. Dạ. Hát hay, hay hát bài hay hay trả tiền liền. Vô. Mày muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Sưng sưng rồi đó. Sưng ha. Sưng sưng á. Sao không hát? Hả? Sao không hát? Suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Thế có bài gì chứ? Xuân đã về rồi đó. À Xuân à. Xuân đã đến bên đây. Chà, à, chà, à, chà, à, chà. Đến luôn bên kia. Chà, à, chà, à, chà, à, chà. Xuân đã đến bên này. Yeah. Bên này đổi lại sang bên kia. Yeah. Hỏi trả luôn.
bên này sang bên kia. Cái nào có thua mày nào đó mày? Tào lao. Ông chủ. Cái gì? Nghe nói ông chủ múa đẹp lắm hả? Cái gì sao mày cứ kiếm chuyện tao hoài vậy? Anh muốn cái gì? Anh rời cậu đây rồi. Là sao? Múa rồi. Múa khỉ rồi đó, thấy ông chủ múa mấy khỉ rồi. Mặt này hợp lắm á. Này, ông chủ làm theo con là giống như là đang cũng đang quay phim á, Dolly nè. Cái tay đi đâu là ông chủ làm cái mặt khỉ tới đó nha. 2, 3. Nghĩ đi, tôi có trả tiền cho cái mặt này không? Mày ra mày! Đủ rồi nha! Vậy cũng có người làm theo. Mày á, coi chừng tao đó. Cha là sao chả sống vì tiền bạc quá ta thiệt. Có người mình sống đâu phải là sống cho kiếp này trọn đời. Kiếp này chỉ là tạm thời, mình còn một kiếp khác dài nữa. Thì đi đi mày! Tôi bị đuổi ra đường bà vui lắm hả? Không nữa nè. Nha nha, tôi mà có tiền tôi quay lại tôi đốt nhà ông nha. Lỗi à. Ông già bao nhiêu? 3 con hả con? Sao con vui dữ vậy? Quế thiệt chứ. Đồ đạp ở quăng gì đây trời. Ủa này có ai vậy? Ủa? Chà, nhìn giống cái đèn thần quá. Có nào cà âm thằng đèn xuất hiện không trời? Cà sao âm thằng đèn không xuất hiện mà xuất hiện ông chủ nhà là thấy bà luôn. À thử coi. Kỳ ta. Thấy bà nội mày hả? Dạy. Tao chào mày, tao già, tao chào mày, mày phải chào lại. Mày cứ thấy dòi. Làm tao như mắm thúi à. Quên. Dạ con chào ông. Ở đây không có xiết khỉ được. Con khỉ nó vô trong nhà rồi, ở đây không xiết khỉ được. Không, tao đâu có xiết khỉ. Tao là thần. Cái gì? Tao là thần. Ông đừng nói tôi ông là thần đèn nha. Không. Ông tinh kinh, người ta thường gọi ông là thần kinh con à. Ông la quá. Ông từ trong cái ấm đó ra tệ nhất là ông phải là thần ấm. Đúng rồi, thần ấm đầu thần mới thần kinh. Thôi đừng có xạo ông ơi. Thời buổi bây giờ người ta lấy... Ông, tao nói thiệt mà. Thôi đừng có xạo. Tao là thần đó. Đừng có xạo, được tao lao đi. Tao lại mày, tao là thần bây mày. Bây giờ tân tiến rồi, thần ở đâu ra? Tao nói tao là thần ở đâu ra? Được. Nếu người không tin tao là thần, là gì? Ta sẽ quá phép biến nhà. Thôi khỏi. Tào lao bắt xế. Biến thành quỷ hả? Không, biến thành quỷ cho mày phá làng, phá xóm hả? Chứ tao biết... sẽ biến mày thành một người này mà mày tung tăng cả đời mày vui lắm nè. Cái gì? Tao sẽ biến mày thành 3D. Hồ biến. Sàm đế. Thời buổi bây giờ người ta lên đến cung trăng rồi. Người ta đi với thiền lên trên sao quả rồi. Người ta chuẩn bị đưa thế giới lên trên sao quả sống rồi. Ở đâu ra mà biến hành 3D? Ở đâu ra? Phi lý à, cô ai nhập mày đồ đó. Ở đâu ra? Đó, da đó. Cái chữ da của mày là da rồi đó. Trời ơi, con đã bị biến thành 3D rồi. Sao không biến con thành siêu nhân? Trời ơi, khó lắm mẹ ơi. Trời ơi, chết mẹ con rồi. Mẹ mày chết chứ mẹ tao còn là vui rồi. Thần ơi, cứu con đi thần. Trời ơi, mày gốm quá. Tao nói cho mày nghe nè. Ta biến thành BD tao làm được, nhưng mà biến trở thành người bình thường lại tao không có làm được. Tao chưa có học. Tao học có nửa đường được như vậy. Tao không có đủ tiền đóng học phí. Con đi thần.
con làm sao sống được với thân xác này? Con đi tự tử. À, thôi đứng lại, đứng lại. Thôi, tao nói thôi nghe mày. Nhanh đi thằng. Biết rồi. Để từ từ thân xác. Tao giận công lực tao biến này mày thành đàn ông trở lại để mày làm BD, mày xỉ nhục BD chứ làm gì? Nhanh đi thằng ơi. Hồ điên. Rồi. Thành đàn ông rồi. Đàn ông bà nội mày thành bánh bèo luôn rồi đó. Đó. Tôi thành BD bà vui lắm. Bây giờ con đã tin ông rồi thần ơi. Khỏi cần lại, ta nói cho con biết. Ta đã có một lời hứa rằng nếu ai cứu ta ra khỏi chiếc bình kia, ta sẽ tặng cho người ấy một điều ước. Vậy bây giờ con muốn ước điều gì? Con cứ nói ra đi. Con muốn lấy hoa hậu. Xin lỗi con, điều này thần làm không được. Mắc mớ gì không được. Đâu có con hoa hậu nào, nó khùng nó lấy mày. Đâu hoa hậu để lấy đại gia, lấy mày về tới ông nội nữa hả? Cái gì vậy? Ông là thần mà, ông nói là hoa hậu phải nghe chứ. Không dẹp đi mẹ, mấy con đó cha mẹ nó nói nó còn không nghe. Ở đó tao nói nó nghe, mày tào lao ơi. Cái gì kỳ, thần thánh gì xuất hiện ra không giúp đỡ được gì hết trơn rồi trời. Cái gì kỳ vậy? Giờ cái điều đó khó quá, tôi đổi điều khác được không? Đổi đi. Bây giờ tôi không lấy hoa hậu nữa. À. Tôi muốn nhiều tiền. Đâu mắc mắc gì đâu, nhiều tiền vô. Được, ta sẽ cho con nhiều tiền. Dạ. Nhưng ta nói cho con biết, trên đời này nhân vô thập toàn, nếu con được cái này, con sẽ mất cái kia, con chịu không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì đâu? Cái gì vậy? Không, ý ta ví dụ đó, được cái này mất cái kia. Ví dụ? Ví dụ như là tao cho mày ăn nhiều mày đau bụng nè. À. Tao bắt mày đi nhiều mày mỏi chân nè. Trời ơi, sợ gì chơi luôn. Vậy phải không? Dạ. Vậy thì tiền đây lấy đi con. Hồ biến. Ủa thần, nếu mà con được nhiều tiền con có bị gì không? Con bị đơn giản lắm. Mày bị ung thư não thôi. Ung thư não rồi tôi chết rồi sao tôi xài tiền? Có cái chuyện đó chuyện của mày. Mày thích nhiều tiền mà. Cái gì kỳ vậy? Thần thánh thì trước hiện không giúp đỡ gì cho vậy? Tao đáng lý ra, mày nghe, đáng lý ra tao giúp mày. Nhưng mà mày ngu, mà mày lì, mà mày ngu nữa tao không có giúp. Tao giúp cho mấy người nào thông minh, siêng năng. Còn mày lì, mày làm biếng, mày ngu nữa, không giúp mày ơi. Mày nói gì? Mày nói gì? Đi, ê, đứng lại, đứng lại, ông đứng lại. Tao không giúp. Ông đứng lại, ông làm tôi nhét ông vô nè. Đứng lại không, tôi nhét ông vô nè. Được rồi, tôi sẽ cà tôi nhét ông vô lại. Ông tưởng ông đi được với tôi hả? Tôi cà chỗ khác ông vui vô liền á. Nè, tôi cà lên lần lần nè. Tao biết lên nữa ở đâu là gì, đúng không? Nè, ông chuẩn bị vô nha. Đừng có giận mặt nha. Lên trực tiếp luôn nè. Ông đi đâu, ông đi đâu? Ông chạy đâu tôi thoát. Mày kéo ông đi chừng 9 km là quay về liền hà, yên tâm đi. Nè, nè, chỗ này nè, hay lắm nè. Ông chui vô chưa? Chui chưa? Nè. Mày đừng chà nữa, tao hôi quá, tao chịu hết nổi rồi. Cái gì vậy? Hả? Nãy giờ tao ráng tao gồng dữ lắm, mày chưa tắm hả? Hả gì? Mày chà mệt cũng chết rồi. Ok, tao đi. Tại sao vậy? Thần thánh gì trước kỳ không giúp đỡ được. Tại tao thấy mày ngu quá, tao không có giúp. Ông nói gì, ông nói gì? Tôi ngu hả? Đúng. Xin lỗi nghe, cỡ ông là bít cửa. Dám thử trí thông minh không? Chơi mày! Nếu thua là ông phải giúp tôi nha, bao nhiêu gì tôi muốn cũng được hết nha. Nếu tao thua mày, cái gì tao cũng chịu. Ông nói ông thông minh hả? Đúng. Vậy tôi hỏi ông nè, đối với một ông thần thì 1000 năm là bao lâu? Đối với tao 1000 năm chỉ là một giây thôi. 1000 đô là bao nhiêu? 1000 đô chỉ là một xu thôi. Cho tôi 1 xu. À, chờ tao 1 giây. Là sao? À, 1000 năm đó. Ồ, xin lỗi mày. Mày lừa tao hả? Câu cỡ này... mày đó tao không muốn đẻ, chứ tao đẻ tao vô từ vũ tao thở hai hơi là lòi ra 10 đứa cho mày nha mày. Lại chứ thở mà ra 10 đứa. Xạo. Ông xạo quá. Ông thở sao ra 10 đứa. Ờ. Ra 10 đứa hả? Ờ, à, vậy thôi. Đó, mày mà đi lừa tao. Nè, cái câu vừa rồi là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. À. Đây nè, để tôi đố một câu nữa là đứng hình nè. Đố đi. Nghe cho kỹ nè. Nghe. Có một con cọp. À. Bị xích dây xích dài 30 mét. Nhưng cách đó 35 mét có một bụi cỏ xanh mương mướt. Làm sao nó ăn bụi cỏ mà không cần bứt sợi dây xích? Làm sao ăn được bụi cỏ không cần bứt sợi dây xích? Để bụi cỏ đó cho mày ăn đó. Không, bởi vì tôi ăn. Mày đố con đố ngu như con bò. Gì? Cũng gì? Con cọp nó đâu ăn cỏ, nó bứt dây chị mày. Để mày đó nó bứt dây à. Để bụi cỏ bứt dây chi? Cọp ăn gì? Con cọp ăn gì mà không ăn cỏ? Con cọp nó ăn thịt. Con cọp nó ăn cục thịt. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Nha.
Bây giờ tôi đối một câu nữa là ông đứng hình. Nghe đi. Nghe cho kỹ nha. Nghe tôi hát bài này đúng chỗ nào, sai chỗ nào nè. Hát đi. Dưới ánh nắng trường lâm lanh, chiều canh hồng khoe sắc thắm. Tao cấm mày hát bài này. Cấm gì? Mày hát bài này á, mày sẽ làm cho trẻ em nó hư hết. Hư cái gì? Nó hư về ngữ pháp. Ngữ pháp gì? Mày chưa có ai mà thấy đi học mà đánh dần eo em mà khoe sắc thắm á. Chứ sao? Eo em là khoe sắc khoe á. Rồi sao hát? Câu hát là mày muốn hát đúng mày phải hát là dưới ánh nắng sương long lanh chiều canh hồng mà khoe sắc khoe đó. Khoe mà khoe sắc thắm. Tào lao. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Bây giờ mày mới xui nè. Xui gì? Ta đi nha. Ê đứng lại. Ông chưa giúp tôi mà sao ông bỏ đi vậy? Em chơi gì kỳ cục vậy? Thôi được. Tao là thần thánh, tao đã có lời hứa như vậy rồi. Ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội. Ta đố nhà ngươi trả lời. Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ giúp. Còn nếu không thì thôi nha. Ông đố tôi hả? Ừ. Xin lỗi nha. Bích cửa đố đi. Nãy giờ nó thấy nó bích 3-4 lần cửa rồi đó. Nghe đây. Nghe. Đố con có 4 nước nhưng không bao giờ có trên bản đồ, nhưng ai cũng muốn tới, ai cũng thích nước đó. Quá đơn giản. Afghanistan. Sai. Pollution. Sai. Parasitonin gì đó. Sai. Ở châu Phi á. Sai. Cái nước gì? Cơ rô chuồng bích. Không phải cơ rô chuồng bích là 4 nước gì chả. Ai cũng thích đó nha. Ai cũng thích đó. Bà chắc đánh bài dữ lắm nè. Cái câu này là ông hên thao. Ông đố câu khác đi, tôi trả lời là đứng hình. Nghe đây. Nghe. Đố mày, mày học toán giỏi không? Chùm. Nghe đây. 5 chia cho 3 bằng mấy? 5 chia 3 là 1 mấy à? 1 mấy à? Rồi số lẻ. Một mấy là một mấy? Một sáu mấy. Số lẻ. Không bao giờ chia được. Tào lao. Đố bậy rồi cưng ơi. Mày với tào lao á. Ơi gì? 5 chia 2 được không? 5 chia 3 được không? 5 chia 3 được nhưng mà ra một mấy à? Làm gì có số chẵn. Ông muốn chia thành mấy? Chia 3 thành mấy? 5 chia 3 được 2. Cái gì? 5 chia 3 được mấy? Được 2. Cái gì? 5 chia 3 được 2. Sao ông làm tôi dối não quá, từ từ coi. Từ coi. 3, 3, 1, 3. Đúng hay sai? 3, 2, 6. Đúng hay sai? 5 chia 3 được 2. 5 chia 3 được 2 là sai. À, vậy mà mày đúng á. 5 chia 3 được 2 là sai là mày đúng rồi. Ủa là sao? Nói chung là chỉ không được, đó vậy thôi. Vậy mà nãy giờ ông chịu trả lời, chờ tao mới ốm ra mới trả lời hả mày? Câu này không tính. Ông hên thôi. Câu này, nghe đây. Đi, câu cuối cùng. Đố mày, trong một gia đình kia có 4 người con, người ta lần lượt đặt tên con là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi sao? À bây giờ, Xuân, Hạ, Thu, vậy đứa cuối cùng nó tên là gì? mới bị hố. Xuân, Hạ, Thu rồi sẽ tới Đông. Sai. Nó tên Tiền. Mắc mơ tên Tiền. Con người ta đặt mắc mơ tên mày. Tao nói con người kia chứ tao có nói con nhà mày không? Con người ta đặt muốn người đặt ta gì? Là Xuân Hạ là phải tới Xuân Hạ Thu là phải tới Đông, tự nhiên Xuân Hạ gì? Xuân Hạ Thu Đông mới đúng. Mày sống không có thực tế, tao sống thực tế. Xuân Hạ là phải thu tiền. Con không thôi, hai mùa kia ăn ở không lấy gì sống. Ông hên thôi. Thôi, mọi chuyện đã xong rồi, ta đi. Đứng lại, ông có giúp tôi chứ? Bỏ tôi đi được. Ê, đừng. Mày kéo xuống cái tôi quỳ tôi lại như đây người. Đừng. Được rồi, để tôi giúp. Bà kia bà chờ, bà kia bà chờ. Quần lên cho. Chờ mày cũng không thể nào đãi mà miễn phí như vậy được. Người đây nói ai hốt. Hùng hả? Nghe đây. Bây giờ tao nói cho mày nghe. Dạ. Ta sẽ đưa cho nhà ngươi một số tiền. Dạ. Nhưng ta sẽ đưa bằng tiền mặt. Hả? Nhưng mà không có ở đây. Không có đây. Ta sẽ chỉ chỗ nhà người tới lấy được không? Dạ. Yeah. Nhớ nghe. Dạ. Yeah. Tới lấy giùm tao. Yeah. Sợ tao đưa tiền mặt mấy ông thần khác cũng dị nghị. Dạ. Yeah. Đó, đi theo tao. Dạ. Yeah. Nhanh lên. Đi theo tao. À, đi sau lưng hả? Này con. Dạ. Yeah. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Yeah. Ồ, cái này ở trong nhà mà.
Đâu phải ngoài trời đâu. Tào lao. Đổ mày lấy cá lộn. Để thời gian không có mà. Cá lộn à? Mày gấp chứ tao đâu có gấp. Nhanh nhanh đi cho ông cứ kỳ quá. Này con. Dạ. Con hãy nhìn lên trái. Ồ đèn quá trời đèn ở đây. Dạ dạ dạ. Dạ 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 nó bị săn đàn á. Này cho lẹ cho đi. Mày từ từ. Ấy mày tới tiền trong tao đọc những này cọ kia đúng. Mày nín nha. Mày xin tiền tao bộ tao xin tiền mày ha. Mày chửi tao như thú vậy. Nè bé từ từ. Tao đi à. Đi nè. Đi thì được đi. Đau đâu mày. Nó không có gì hết trơn vậy. Có cha mẹ tao đẻ tao ra có cái bánh chè không à. Này con. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Rồi nhìn xuống dưới đất. Tìm cái địa chỉ mà. Địa chỉ đâu ông? Đâu tìm cái thiên chỉ đó mà nhìn trên trời. Ở đâu vậy? Địa chỉ ở đâu con? Ở đâu? Ở đâu nè? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đây nè. Thằng 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 hà. Địa chỉ đó. Ông lạnh quá hả? Sao? Thôi địa chỉ thì ông nói đi mẹ thì đâu làm tôi đi theo nãy giờ thở thấy bà nội luôn hả? Nãy giờ mày đi theo đằng sau tao hả? Thở nãy giờ. Bà nội mày hèn gì nghe cái mông nóng hổi à. Ừ, thở gì như cái bô xe vậy? Ai biết đâu, nãy giờ không biết sao. Thở muốn quéo hết trơn à. Nãy giờ nín thở luôn, gần chết luôn. Đó, 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 đó. Địa chỉ đó. Ta đã sắp có kho báu, ta sẽ trở thành đại gia. Ở đâu vậy? À, trung tâm giới thiệu việc làm. Ủa là sao? Mày tới đó mày đi làm đi rồi người ta đưa tiền cho mày. Ủa ông thần gì kỳ vậy? Ông phải đưa tiền mặt cho tôi chứ. Không có đưa được, sợ mấy thần khác dị nghị. Thôi mọi chuyện nó xong rồi. Ta đi. Thôi thôi, ở lại đây. Thôi không có được. Đi. Ủa sao màu xanh đột chuối hả? Tôi đập mày à. Thôi tiền ở đây, đây. Thôi mọi chuyện nó xong rồi. Ta đi đây. Biến, biến, biến là mày biến đó. Chết mẹ rồi. Nè, tại sao tao đuổi mày quăng đồ tao tới đây rồi ha? Mày ngồi ở đây. Ha? Mày không biết đi. Cái gì? Cái gì? Chuyện gì? Ông có trẻ chửi tôi từ giờ tới sáng thoải mái. Ông mạt sát tôi bao nhiêu cũng được. Đừng bao giờ chửi người ấy. Tại sao? Ông không phải là người thường. Thần. Thần gì? Thần kinh. Ông mà chửi một cái ông biết cháu là ông thành bê đê. Thiệt không mày? Thiệt, qua thử đi ông biến cái liền. Thử đi. Ê, ông cũng chưa tin. Làm gì thời buổi bây giờ có thần hả? Lúc đầu tôi cũng không tin mà tôi bị biến thiệt. Nè, nhìn đi, nhìn cái trán ông á, giữa hai chân mày thấy không? Sao? Đó chính là thiên ấn. Chỉ có những người trên thiên đình mới có thiên ấn. Ờ. Thấy không? Thiên ấn ông nội mày, cái này hôm qua tôi đi nhậu xỉn vậy tôi đập đầu vô tường với thiên ấn gì mày. Trời ơi. Trời ơi. Ông này mà kêu thần đó hả? Mày biết ổng lại không? Đi đâu vậy? Đâu đâu đâu. Vô đây. Đi vô đây. Đi đâu? Vô đây. Đừng có bất kính, buông tay ra, đừng bất kính. Mày im đi. Ông này, tao còn biết ông rõ hơn mày nữa. Hả? Quen hả? Ông ở cạnh phòng của mày đó. Mày thiếu 6 tháng, ông thiếu tao 1 năm trời rồi đó. Tiền nhà sao không trả mà trốn chui trốn nhủi vậy? Có tiền. Bà nội cha. Bước ra đây, bước ra đây. Ông không có tiền, ông trả thì ông ra đem nói chuyện bình thường thì tôi ông trốn chứ mắc mớ gì vậy? Mất bởi vì em giả thần thánh chi vậy? Không phải, tao phải giả như vậy nè. Tao mới dụ được mày đi làm. Tại đáng lý bây giờ tao nghĩ là bây giờ mình có tiền bạc mà chất đóng rồi nữa mình ăn ở không nó cũng hết. Hiểu không? Mình phải đi làm. Mình làm mình phải lao động. Mình làm bằng sức lao động của mình á. Thì nó mới có cuộc sống được, hiểu không? Đừng có dài dòng văn tự gì hết. Bây giờ hai người, chừng nào trả tiền cho tôi. Được rồi, để con tính cho. Bây giờ nè, để tao xin ổng năn nỉ ổng. Bây giờ vậy nè. À, cho tôi một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ trả. Bao lâu? Bữa nay mấy rồi? 18 17 17 ở dưới hả? À. Mười mấy không nhớ nữa. Bao nhiêu? Mười mấy á. Bữa nay 15 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 rồi. Ông okay. Cho tôi thời gian ngắn là 24 tháng nữa thôi. Cái gì? Giỡn mày với tôi hả? Ờ, 24 ngày. 24 ngày đi làm xong lãnh lương trả. À. Nghe. Nhớ đó nha. Biết rồi. Đây là lần chót tôi không muốn cái tình trạng xảy ra nữa. Tôi mệt lắm mày hiểu không? Mặt ông này không căng quá vậy mày. Nó, cái gì? Nó nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi. Rớt cái hộp đó ra. À. Hộp đằng sau rớt rồi mày. Không, bây giờ cái dạng này là xuống giá rồi nha. Ủa dạng gì? Cái gì? Ra ngoài Lê Hồng Phong xuống giá hết rồi. Ủa gì vậy? Mấy con chó mặt xệ đó.
Cái gì dám nói với tôi hả? Không, không. Nhớ đó. Đó biết rồi, để trả tiền. Này con... bây giờ tao với mày đi làm. Ủa? Để kiếm tiền trả cho ổng. Biết làm gì vợ? Trời ơi, tao là thần mà, đi theo tao. Thấy chưa, thấy chưa? Không tin thần sẽ bị trời phạt. Vậy nha, đi nha. Hô, biến. Đi bộ, đi bộ, đi qua xin việc làm mà. Tào lao. Trời ơi. Đi nhanh lên. Nhớ đi chưa? Thôi đi vô lẹ. Vô chết ngựa, vô chết ngựa. Chết ngựa gì?